Doma, 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 des. Doma, 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 des. Doma, 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 des. Chị Kim Chi xin chào tất cả. Cái môi không khí Halloween đang đến rất gần chúng ta. Và các em yêu cầu chị là hãy restock những loại slime về Halloween đi. Thực sự chị cà chú rất là thích luôn á. Tuy nhiên là chị rất là bận nên là chị làm không có kịp. Tuy nhiên hôm nay chị cà chú sẽ làm một video làm slime theo phong cách Halloween. Tức là sao? Tức là trong video này chị sẽ làm khá là nhiều loại slime. Và khi mà làm mỗi loại slime thì chị sẽ trang trí và những cái phụ kiện khác nhau. Ví dụ như là đối với phụ kiện này thì chị sẽ làm một loại slime. Khi mà chị làm qua loại slime khác thì chị sẽ trang trí khác. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua loại đầu tiên. Em ơi, nếu như bạn nào mà thích ý tưởng làm slime Halloween như thế này thì nhớ bấm tặng cho chị ở chung một like nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với loại đầu tiên. Loại đầu tiên thì chúng ta cần chuẩn bị những thứ sau đây. Bùm chiu. Wow, thật là siêu. Wow, cái này thật là thần kỳ luôn. Mình mới bấm có lần đầu tiên mà nó đã ra được cái này rồi à. Cái này đúng là một cái đũa phép thật là thần kỳ luôn. À các em ơi, năm nay thì chị chưa sẽ không trang trí Halloween trên phòng quay, mà có thể là nếu như chị kịp thời gian thì chị sẽ trang trí Halloween ở bên dưới shop, để cho bạn nào mà nếu như không được trang trí ở nhà mà đến shop thì có thể được hưởng không khí Halloween nha. Rồi, loại slime đầu tiên có tên là Ngôi Nhà Ma Ám. Nghe rất là ghê đúng không? Đây là một loại slime Everland. Rồi, chị chưa cần chuẩn bị hai hộp slime trong, rất là trong luôn đúng không? Tiếp theo là kim tuyến ngôi sao. Đây là những loại trang trí nha. Màu đen, tràm ngôi nhà. Vì đây là slime Everland cho nên là chúng ta sẽ làm một lớp bên dưới là trong suốt, thêm cái kim tuyến ngôi sao và bên trên sẽ là màu đen nha. Chị làm lớp bên dưới trước. Slime rất là đặc và dẻo luôn ha. Và hộp bên này chị sẽ cho màu đen vào. Chúng ta sẽ có một cái slime này đen thui luôn. Phía bên này thì chị sẽ cho thêm một ít quả bí. Bí màu đen, màu xám, màu cam. Cho thêm mấy con dơi. Mấy con dơi này nhìn rất là dễ thương. Sau đó chị sẽ cho vào cái hũ này. Đây là hũ 200ml nha. Vì slime này có tên là Ngôi Nhà Ma Ám cho nên là chúng ta cần 100 ngôi nhà nha. Đó, ngôi nhà ở trong này nè. Cuối cùng chị sẽ cho một lớp slime trong màu đen lên. Đó, nhìn cho nó giống như một bầu trời u tối. Đó, cái ngôi nhà này nằm trong cái slime trong thì có những con dơi màu đen đen, những quả bí màu đen. Và phía bên trên thì là một bầu trời đen thui luôn. Yeah, vậy là chị Gà Chua đã làm xong slime đầu tiên có tên là Ngôi Nhà Ma Ám. Lúc mà chị mới làm thì cái bọt khí nó còn hơi nhiều. Tuy nhiên để sau vài tiếng nữa nó sẽ rất là trong và rất là đẹp. Các em biết lý do tại sao mà chị Cà Chua không restock nhưng mà chị vẫn làm những loại slime này không? Mỗi loại thì chị sẽ làm 20 hũ. Và các em muốn biết lý do thì nhớ xem ở cuối video nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua loại thứ hai. Yes! Các em ơi, nhìn chị có lạ không? Chị vừa hóa trang thành một quả bí ngô. Nhìn dễ thương không? Cái mắt kiến cũng hình quả bí ngô luôn, nó cam lè luôn. Vì vậy, loại slime thứ hai này có tên là
cho kẹo hay bị ghẹo. Các em biết tại sao mà có câu là cho kẹo hay bị ghẹo không? Đó là vào dịp Halloween ở bên Mỹ thì các bé thường là cầm cái quả bí ngô như thế này đi xin kẹo. Nếu như mà không cho kẹo thì sẽ ghẹo cái nhà đó, còn nếu mà cho kẹo thì thôi, không ghẹo nữa. Rồi, loại Sam này thì chúng ta sẽ trang trí 3 màu. Đầu tiên, chị quên nói đây là một loại slumber rất rất là đã, mịn màng, mềm mại, rất đã luôn. Chúng ta sẽ làm 3 màu, màu trắng này, màu vàng này và màu cam. Và sau đó thì chị cho thêm một cái charm cho kẹo hay bị ghẹo luôn. Và ngoài ra thì chị có thêm những cái quả bí rất là dễ thương như thế này nữa. Chị sẽ chơi thử cái slumber này xem có đã hay không nha. Vì là những loại slime này thì cách làm chị đã hướng dẫn nhiều lần rồi, cho nên là chúng ta sẽ không hướng dẫn cách làm nha. Và cái loại slime cho kẹo hay bị ghẹo này thì nó cũng sẽ vô cùng đơn giản luôn. Chúng ta sẽ cuốn lại như vậy và sau đó cho vào. Wow, hũ 200ml này đựng được khá là nhiều. Vì đây là một loại slime rất dễ thương, cho nên là chị không trang trí những cái u tối mà chị sẽ trang trí lên đây những màu sắc sặc sỡ đáng yêu. Cuối cùng chúng ta sẽ cho một cái charm lên đây. Yeah, hoàn thành. Vậy là chị đã hoàn thành loại thứ hai rồi. Loại thứ hai này nhìn rất là dễ thương và rất là bắt mắt đúng không? Chị rất là thích luôn. Các em ơi, tuy nhiên là chúng ta còn 3 loại nữa. Các em hãy theo dõi thật kỹ video này và cho chị ý kiến xem là các em thích loại nào nhất nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua loại thứ ba. Chị đã biến thành một nàng mèo rồi các em ạ. Loại slime thứ ba này thì chị quyết định sẽ làm loại slime có tên là mụ phù thủy chết chóc. Hồi nãy tới giờ là chúng ta có hai loại, một là loại slime trong, hai là loại slumber. Và thứ ba này chúng ta sẽ có slumber. Và chị là chú lấy ý tưởng là mụ phù thủy chết chóc, tại vì chị có cái charm này nè các em. Thôi nhìn rất là ghê đúng không? Cái này thì chị sẽ làm hai màu, màu trắng và màu tím, cho giống như là cái mũ phép của mụ phù thủy nè. Cho mụ phù thủy vào đây. Và sau đó chúng ta sẽ cho vào hũ. Đó. Và trên mặt thì chị sẽ rắc một ít kim tuyến ngôi sao màu tím. Úi, hơi nhiều quá rồi. Wow, rất là lấp lánh. Xong, cái này rất là nhanh thôi, tại vì những nguyên liệu chị đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chúng ta chỉ việc cho vào hộp thôi. Và các em ơi, các em có thích loại slime này không? Nhớ để lại bình luận nha. Chị thấy nhìn nó cũng rất là đẹp đúng không? Đây, ở cái này thì bạn cà chớn nói với chị đây là thần chết chứ không phải mụ phù thủy. Nhưng mà chị cứ tưởng tượng đây là một mụ phù thủy cơ. Hồi nhỏ chị xem những cái phim ma, chị rất là sợ, chị sợ chị nằm mơ thấy phù thủy luôn á. Rất là ghê. Rồi, chúng ta sẽ qua loại thứ tư. Chị đã lại biến thành một cô gái đeo một đôi cánh thiên thần mà đen thui, và thêm cả một đôi cánh dơi cũng đen thui luôn. Nhìn rất là ma quái đúng không? Loại slime thứ tư này thì chị đã chú quyết định sẽ là slime wargum. Tại vì rất là nhiều em yêu thích slime wargum luôn, mà chị cũng vậy. Hồi trước chị đã làm một cái hồ bơi wargum khổng lồ và tắm trong đó. Sau đó sẽ đã chế ra một cái nệm mà nằm rất là êm. Rồi, bây giờ chúng ta cần chuẩn bị một ít nước ấm nhé. Một ít bột wargum màu đỏ, đồ trang trí và dung dịch làm đông. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi nha.
chúng ta sẽ cho bột vô gâm vào đây. Và sau đó khuấy lên, khuấy cho nó tan ra nha. Chị nghe nói dùng nước ấm nó mau tan hơn cho nên là chị đã dùng nước ấm. Kem ơi, kem biết là loại sam này chị sẽ đặt tên là gì không? Đó chính là súp dơi. Và những cái ốc trâu còn chờ chút xíu như thế này là chúng ta sẽ tượng trưng cho súp nha. Đó, cho nó đỏ lè lên. Nhìn ghê không các em? Chị cảm thấy nó rất là ghê luôn, nó đỏ như máu luôn. Rồi, sau đó mình sẽ cho dung dịch làm đông vào. Wow, sam của chúng ta đã được rồi này các em. Đã khá là lâu rồi chị không chơi sam lỏng. Wow, đã quá đã quá. Rồi bây giờ chị sẽ cho vào hũ nhé. Bây giờ mình sẽ trang trí nhé. Wow, quá trời nhện con luôn, với mạng nhện luôn. Đây này các em. À, chị sẽ bỏ xung quanh. Một bầy nhện con bu ở trên này nè các em. Đó. Tuy nhiên đây không phải là súp nhện mà đây là súp dơi. Tại vì chị có cái chậu này. Rồi bây giờ chị sẽ để em dơi vô đây. Món súp dơi của chúng ta đã hoàn thành rồi này. Một món súp đỏ như máu. Rất phù hợp cho mùa Halloween. Các em có thích món súp này không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với loại slime thứ 5, cũng là loại cuối cùng nha. Các em ơi, chị Chu vừa hóa trang thành một cô gái Ấn Độ đúng không? Rồi, slime cuối cùng này thì chúng ta có tên là ác quỷ thích ăn trứng nhện. Và nguyên liệu thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta có hạt sốt màu tím, hạt sốt màu hồng, hạt sugar màu đen và chùm ác quỷ. Việc làm slime này thì vô cùng đơn giản. Đó, chị cho rất là nhiều hạt sốt vào. Đây là hạt sốt nhập và không ra màu nha các em nhé. Và chúng ta cũng sẽ cho hạt này vào đây luôn. Wow, cảm giác rất là đã tay luôn. Chị Gà Chua tưởng tượng những hạt sốt và hạt sugar màu đen đen này thì nó là cái trứng dện đó các em. Và ở đây chị có cái charm ông ác quỷ. Mà ông này á, chị thấy nó không có ghê, mà chị thấy dễ thương thì có. Đây là cái em. Đó, nhìn không ghê ha. Chị trộn đều lại. Và sau đó cho vào hũ. Và cho ông ác quỷ ngồi lên đây. Xong. Các em ơi, các em thấy chị đeo răng này vào giống ông ác quỷ này không? Đeo này khó nói quá, chị mở ra rồi. Đây là một hũ slime soap có rất là nhiều màu. Mà những màu u tối không em ạ? Rất là phù hợp cho mùa Halloween năm nay. Yeah, vậy là chị đã hoàn thành xong 5 hũ slime của mùa Halloween năm nay rồi. Bây giờ chị sẽ tiết lộ lý do mà chị làm 5 loại slime này nha. Bây giờ mụ phù thủy Minh Mập sẽ làm phép biến ra những loại slime. Umbala umbala bùm chiu. 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 Slime Halloween. Các em ơi, năm nay chị Gà Chua không restock, cho nên những hũ slime này chị làm ra để làm gì các em biết không? Đó chính là để tặng cho các em đó.
Tức là những bạn nào mà mua hàng từ ngày 25 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10, những bạn nào mà mua trên 2 hũ slam thì sẽ được tặng 100 năm hũ này và chúng ta có quyền lựa chọn nhé. Vì vậy chúng ta hãy nhanh tay đặt hàng để được là 100 người được cái phần thưởng may mắn này nha. Vì vậy chúng ta hãy nhanh tay đặt hàng để được 100 năm hũ quà tặng này. Chị Chu sẽ làm 100 phần cho 100 bạn nhanh tay nhất nhé. Và những hũ slam này thì chị sẽ để dành tặng cho chúng ta, cho nên là chị sẽ không cần phải chơi thử nữa nhé. Và mỗi loại thì chị sẽ làm 20 hũ. Và khi nào chúng ta đặt hàng thì chúng ta hãy hỏi chị nhân viên là chúng ta được chọn một trong năm hũ này nhé. Rồi, còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các em nhớ để lại ý kiến cho chị biết là các em thấy loại nào dễ thương nhất nè, đẹp nhất và các em thích loại nào nhất nha. Rồi, hãy bấm like cho video này nữa. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em trong video sau.